Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào ngày 19 tháng 5 tuyên bố ông phản đối việc Liên minh châu Âu kết nạp Ukraine làm thành viên theo quy trình rút gọn vì cho rằng điều đó là bất công với các nước Tây Balkan đã xin gia nhập EU từ gần một thập kỷ nay nhưng vẫn chưa được chấp nhận. Phát biểu trước Nghị viện Liên bang Đức trong ngày 19 tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đánh giá không có con đường tắt để Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu, đồng thời cho rằng việc duy trì quy trình kết nạp thành viên một cách chặt chẽ còn là thể hiện sự công bằng đối với 6 quốc gia ở Tây Ban Căng, vốn nhiều năm qua đã tiến hành những cải cách mạnh mẽ để có thể đủ điều kiện gia nhập Liên minh châu Âu. Thủ tướng Đức cũng cho biết ông đồng tình với cách đánh giá của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cách đây hơn 2 tuần rằng việc Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu có thể kéo dài vài thập kỷ. Các phát biểu của Thủ tướng Đức Olaf Scholz có thể coi là một gáo nước lạnh đối với những lời kêu gọi gần đây từ phía chính quyền Ukraine. Trong những ngày qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai chỉ trích việc một số nước châu Âu phân biệt đối xử với Ukraine, trong khi Ngoại trưởng Ukraine Volodymyr, ông Dmytro Kuleba gây sức ép với Liên minh châu Âu khi cho rằng Liên minh châu Âu có nghĩa vụ đạo đức trong việc kết nạp Ukraine làm thành viên và đòi hỏi các nhà lãnh đạo châu Âu sớm chấp thuận đơn xin gia nhập của Ukraine ngay tại Thượng đỉnh EU diễn ra vào cuối tháng 6, 2022 tại Bruxelles, Bỉ.